Hỏi xin chào mọi người đã trở lại kênh của mình là đây. Và hôm nay mình sẽ reaction một cái video Minecraft mới của Minecraft. Thì đây là một cái video về update mới của Minecraft. Khi mà hôm qua có Minecraft có ra một cái chương trình là Minecon Live 2019 thì Minecraft đã nói những cái điều update mới. Nên là mình muốn cho các bạn xem luôn. Thì ok, let's go của mình nào. Đấy, như là các bạn biết thì 1.15 thì chắc chắn sẽ có con ong thì chắc chắn ai cũng sẽ biết rồi. Ông thì nó sẽ cho các bạn mặc rồi trang trí các kiểu luôn. Đang mở HD. Ok. Wow, một loại slime mới các bạn. Oh my god, một loại slime mới. Oh. Wow, TNT mới kìa. Ui, có thêm cái gì cơ? Cái đồ bắn qua luôn. Jagged block, một cái block mới các bạn à. Thì block này á, khi mà bắn vào trúng cái tâm điểm của nó thì nó sẽ bật redstone. Đấy, trong này vậy. Rip blood, là cái gì đây? Skin, chắc là skin đấy các bạn à. Có thêm skin vào PC hay sao đấy. Wow, cái này là cái gì vậy? Minecraft à. Wow, kiểu như Minecraft thực tế ảo hay sao đấy. Wow, wow. Ui, hay vậy. Đây, đây chính là tựa game mình mong muốn chơi nhất các bạn. Minecraft đừng gần. Ôi, đã rồi hồi đó, 4 người chơi. Có mấy con boss mới luôn. Shutter Restore là cái này là một cái gọi là sửa skin trong điện thoại các bạn. Mà chắc Minecraft VE nó có thôi. Sao nhà to vậy? The Nether update. Ôi, wow. Mèo kìa. Wow. Ui, con gì vậy? Con heo địa ngục. Khoan, coi lại cái khúc này nha các bạn. Wow, Nether update. Ma heo kìa. Ma heo cầm nỏ kìa. Wow, một con quái vật mới. Mình không biết con này con gì luôn. Chắc là vừa là voi vừa là heo hay sao đấy. Nhìn nó giống con voi phải nồi. Nhưng mà nó có mũi con heo chứ. Các bạn nhìn nè. Wow, mà xương mà lại đánh lộn với lại ma heo ta. Hơi cấu nha. Mình không biết là tụi ma heo nó có mạnh lên hay là nó có gì không. Nhưng mà mình thấy là ma heo nó có bắn cung nè. Và Nether nó có một cái gì đó thay đổi như là mấy cái xương nè, mấy cái lóc xương nè, với lại là lửa nó sẽ màu xanh, với lại các linh hồn nó xung quanh nó rất là nhiều luôn. Và mình thấy có một loại các linh hồn mới, các bạn thấy không? Mấy cái loại các linh hồn mà nó có cái vàng vậy nè. Thì đó, mình không biết đó là block gì. Và block này là mình nghĩ đó là dung nham màu xanh hay gì đó. Đây, hay là một cái loại khối gì đó mới. Wow, mình không biết con này con gì luôn á. Wow, các bạn thấy cái này nó còn nó có thú vị không? Mình thấy bản 1.15 này ra mắt thú vị á. Để mình vào Minecraft 1.15 cho các bạn xem nha. Ok, đây là cái video về của Minecraft mới nhất. Cũng là update, không biết là có chính xác hay không. Chắc là chính xác đấy, tại vì Minecraft đưa ra mà trên đây không chính xác đúng không? Rồi, ok, let's go. Ok, mình đã trong Minecraft rồi đó các bạn. Và mình chả thấy cái gì mới xảy ra luôn. Để mình xem thử nha. Bây giờ mình sẽ bay vòng vòng cái thế giới của mình. Mình cũng thấy chả thay đổi gì luôn ấy. Ok, nói chung là về cái phần tài nguyên á, thì nó sẽ giữ nguyên, nó không thay đổi gì nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test thử có cái gì mới. Nỏ lên 3 vẫn bình thường nè. Có thêm mặt ong này chắc chắn rồi. Đây mình spawn vài con ong với các bạn xem. Không cần, ở đây có tổ ong luôn rồi. Thì mấy con ong nó thường sống mấy cái khu như thế này này, hoa nhiều này, thì nó sẽ spawn ra và sẽ có tổ. Nãy mới thấy nó bay đây. À đây. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy con ong nó to luôn á. Thì nếu các bạn chưa biết nhiều về ong á thì các bạn có thể lên YouTube và search về con ong nha. Có rất là nhiều người làm về con ong luôn. Thì mình nghĩ mình sẽ không làm nữa đâu. Ok, mình chát cái tổ ong nào ở đây ta. Ở đây hoa rất là nhiều luôn. Wow. Hình như là ong nó sợ lửa hay sao đấy. Mình thấy không thấy. Ôi, nó thủ phấn nè. Nó thủ phấn rồi nên là sao đích của nó sẽ có mà mấy cái hạt hoa hay sao á. Ok, mình sẽ để nó về tổ nha. Chắc tổ nó gần lại thôi. Thì nãy mình thấy vàng vàng mà ta, chắc không phải đâu. Mình nhầm ấy. Mình không thấy nó thủ phấn đâu. Nếu mà các bạn để thấy rồi, mình thấy mặt rồi. Chúng ta sẽ chờ mặt ong. Thì nãy các bạn thấy thì nó sẽ thêm mấy con mớp mới như là quái vật heo rồi, mình nghĩ là nó chưa thêm vào rồi các bạn. Đây, đây chính là mặt ong này các bạn. Nếu mà các bạn muốn lấy mặt ong mà không bị ong chết á thì các bạn nên để một cái lửa đây này, cái lửa như thế này. Để dưới như thế này.
Đấy, để như thế này thì các bạn lấy bình thường nha. Lấy bình thường thì ong nó sẽ không cắn các bạn đâu. Và hoặc các bạn có thể dùng cái chai thủy tinh đó. Đây, chai không như thế này các bạn có thể múc mật ong để ăn nè. Mà mình đang ở trong chế độ sáng tạo nên không múc không được các bạn. Hoặc các bạn dùng độ mềm mại ấy, để lấy cái tổ ong về. Hoặc hình như cái tổ ong này nó có hai loại các bạn à. Một cái tổ ong bình thường và một cái tổ ong nhân tạo. Cái tổ ong nhân tạo thì mình có thể tạo ra thì nếu mà nó đầy mật á thì nó sẽ tràn như thế này. À hình như là tổ ong này nó chưa có mật nên là mình lấy mật không được thì phải á. Wow. Oh, mình đấm phát nó ra luôn này. Oh. Hình như là ủa, mình cứ tưởng phiên bản này á mình đập phát nó ra chứ. Ai. Ồ không phải rồi. Rồi, chúng ta sẽ vào Nether thử là Nether nó có cái update cái gì không nha. Rồi, mình cảm thấy là không có cái gì đó. Nãy mình xem video thì nó có update vài thứ ma heo mới với lại mấy mặt mới. Mình nghĩ là nó chỉ là giới thiệu server thôi, nó chưa up vào bản thử nghiệm này. Woo, woo. Woo 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 woo. Khoan, mình cần thử nghiệm. Cái gì vậy? Ui, cái hiệu ứng Nether bình lần này nó khác các bạn à. Wow, trời, còn hơn cái nóc luôn. Ôi ôi, kinh thiệt. Rồi, chúng ta đã vào Nether và mấy anh ma heo vẫn bình thường luôn. Wow, mình rất là thích mấy anh ma heo hồi nãy nha. Cái có cái tai nè, cái tai lắc nè. Giống trong cái bộ hoạt hình Minecraft gì mình từng xem ấy. Rất là hay luôn, mình thích kiểu ma heo như thế. Và ma heo nó còn có nỏ luôn chứ. Hình như nó còn update cái gì nữa không ta? À, hình như là các bạn có thể dùng cái miếng búp ướt á để vào Nether thì nó sẽ bốc khói luôn. Và các bạn khỏi cần phải vào nung hay sao ấy. Nhớ là vậy. Ơi, để không phải nó bốc khói luôn này. Đó là những gì mình biết nha. Còn, ôi sao nó tối hù vậy? Mình bật hết sáng rồi mà ta. Rồi, ở đây rất là nhiều gách luôn. Mình nghĩ mình sẽ xây cái cổng khổng lồ để mà đẩy con gách về. Nhưng mà không, đây không phải là sinh tồn nữa à. Mình không cần làm như vậy. Rồi, để xem có gì mới nữa không. Chúng ta không có gì mới ngoài mật ong với lại mấy thứ khác. Đây, đây chính là mật ong này các bạn. Chai mật ong ăn vào thì các bạn sẽ được hồi thanh đói. Ok, hình như 3-4 người gà thì phải. Không biết có gì mới hay không. Chắc hết rồi các bạn, chắc có nhiêu đó thôi. Ok. Mình mong là biên bản này nó sẽ update sớm và chúng ta sẽ có Minecraft thử thách sinh tồn 1.15 và mình sẽ cố gắng kết thúc sinh tồn 1.14 hết tiến trình luôn. Tiến trình cái con gái thì hơi khó. Rồi ok, hẹn các bạn vào video lần sau nha. Thì mình chỉ giới thiệu sơ qua cái phần Minecraft mới và mình thử nghiệm, mình vào chơi các bạn thử nghiệm thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye. Anh hùng trong